Báo Kyiv Post ngày 7 tháng 7 dẫn phân tích, các ảnh chụp vệ tinh của Planet Lab cho biết, ba doanh trại dã chiến của Nga đang bị dỡ bỏ. Các doanh trại nằm ở thao trường huấn luyện Lepensky thuộc vùng Vitebsk, gần Osipovichi và gần Baranovichi. Các doanh trại trên vốn được dựng lên từ cuối năm 2022, không lâu sau khi Nga ban bố lệnh động viên một phần. Chúng có sức chứa lên đến vài nghìn lính. Cho đến gần đây, các doanh trại này vẫn được sử dụng cho hoạt động huấn luyện lính nghĩa vụ của Nga. Giới quan sát đã đưa ra một số giả thuyết giải thích cho việc ba doanh trại dã chiến của Nga ở Belarus bị dỡ bỏ trong bối cảnh Wagner được cho là chuyển đến quốc gia này. Thứ nhất, Nga đã bố trí đủ khu vực huấn luyện cho lực lượng nghĩa vụ ở trong nước. Thứ hai, việc dỡ bỏ này có thể chỉ là một phần trong chiến lược tung hỏa mù nhằm tạo ra và duy trì nỗi sợ hãi về các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào Ukraine từ ngã Belarus. Kế hoạch chuyển lực lượng quân sự tư nhân Wagner đến Belarus dường như cũng nhằm mục đích tương tự là đánh lạc hướng lực lượng phòng thủ của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga ở miền Đông và miền Nam. Một giả thuyết khác là các trại dã chiến này của Nga bị dỡ bỏ để chuyển đến một khu vực mới rộng hơn. Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn các ảnh chụp vệ tinh nói rằng Belarus dường như đã dựng trại dã chiến cho Wagner tại một căn cứ quân sự bỏ không gần làn sen cùng Mogilev. Doanh trại đó lớn hơn nhiều so với các trại dã chiến trước kia của Belarus với hơn 300 lều, có khả năng chứa 8.000 đến 15.000 lính. Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin về việc chuyển đến Belarus. Theo người dân địa phương, hoạt động xây dựng trại dã chiến bên trong căn cứ ở Sen, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km, bắt đầu từ tháng 6, không lâu sau vụ nổi loạn của Wagner. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị cung cấp cho Wagner một căn cứ quân sự bỏ không và Wagner có thể được triển khai để bảo vệ Belarus. Họ có thể được triển khai ngay lập tức nếu cần, để bảo vệ đất nước chúng tôi. Tôi hoàn toàn không lo lắng và cũng không băn khoăn về việc chúng tôi có một số lượng nhất định lính Wagner đóng quân ở đây, ông Lukashenko nói. Ông Lukashenko nêu rõ, Wagner và các chỉ huy của họ sẵn lòng truyền lại cho quân đội Belarus những kinh nghiệm mà họ thu được trong chiến đấu. Đó là những thứ chúng tôi cần, chiến thuật, cách tổ chức chiến đấu. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dẫn các nguồn tin cho biết đến nay, hầu hết thành viên Wagner chưa đến Belarus, tung tích của ông trùm Prigozhin cũng bí ẩn. Giới tình báo phương Tây đang theo dõi sát các động thái của Wagner, cũng như việc Belarus mới đây đã tiếp nhận các vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.